Gâu gâu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang gặp rắc rối. Nhà kho của nhà hàng lộn xộn quá. Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Tôi đang ở nhà hàng gà. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn đây rồi. Tôi đang lấy hàng từ nhà kho của nhà hàng. Khi tôi bước vào, đã thấy nhà kho rất bừa bộn. Và tôi đã nhìn thấy một bóng người. Bóng người này đã bỏ chạy từ cửa sổ. Hãy tin ở tôi. Nhà kho lộn xộn quá, bóng người đó có thể là một tên trộm. Hãy kiểm tra xem nhà kho có bị mất thứ gì không nhé. Xin hãy giúp tôi với. Hãy đếm số lượng đồ vật trên sàn nhà nào. 3 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. 2 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát Doberman. 1 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém cảnh sát Akita. 1 2 3. Tất cả đã xong. Hãy ghi lại số lượng đồ vật nào. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Số lượng đồ vật đã được ghi lại. Làm tốt lắm. Bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Đây là số lượng các đồ vật trước khi bóng người khả nghi xuất hiện. Đây là số lượng đồ vật mà chúng ta hiện có. Hãy cùng so sánh và kiểm tra xem có chênh lệch về số lượng đồ vật hay không nhé. Số lượng đồ vật ở hai bên có sự chênh lệch. Bị mất một chai Coca rồi. Xem ra bóng người đó thực sự là một tên trộm. Tên trộm đã trốn thoát qua cửa sổ. Hãy kiểm tra cửa sổ. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một số manh mối. Hãy kiểm tra xem tên trộm có để lại manh mối nào hay không nhé. Một dấu chân. Một sợi lông vàng. Một chiếc mũ màu xanh lá cây. Một cặp kính. Tuyệt quá, chúng ta đã tìm thấy 4 manh mối gần cửa sổ. Trước tiên, hãy quan sát dấu chân. Con vật nào đã để lại những dấu chân này? Tôi biết rồi, kẻ trộm là một con mèo. Ôi không, con mèo là kẻ trộm. Tôi nhớ có 6 con mèo đã đến nhà hàng hôm nay. Tôi sẽ trích xuất video giám sát của nhà hàng. Hãy tìm cả 6 con mèo đã từng đến nhà hàng. Hãy cố gắng tìm ra 6 con mèo. Hãy tìm ở khu vực ăn uống. Quầy thu ngân. Lối vào nhà kho. Bạn đã tìm thấy cả 6 con mèo rồi. Làm tốt lắm. Bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Dựa trên manh mối chúng ta đã tìm được ở nhà kho, chúng ta chắc chắn có thể tìm ra kẻ trộm thực sự. Một chiếc mũ màu xanh lá cây đã được tìm thấy ở nhà kho. Một sợi lông màu vàng đã được tìm thấy ở nhà kho. Một cặp kính cũng đã được tìm thấy ở nhà kho. Ôi trời, mèo ú là kẻ trộm. Tôi biết anh ta. Anh ta sống trên đường meo meo. Tôi sẽ lên đường ngay bây giờ và bắt tên trộm.
À, cảnh sát trưởng Labrador, điều gì đã đưa bạn đến đây? Ăn trộm là việc hoàn toàn sai trái. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa. Cảnh sát trưởng, nhiệm vụ đã hoàn tất. Chú chó cảnh sát trưởng đẹp trai bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Mèo ú đã lấy đồ trong cửa hàng mà không thanh toán. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Bạn chỉ có thể lấy đồ trong cửa hàng sau khi đã thanh toán, không được phép ăn trộm. Gâu gâu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Tôi không thể tìm thấy con gái mình. Cảnh sát trưởng Labrador, làm ơn giúp tôi với. Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Hu hu, tôi đang ở công viên giải trí. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn đây rồi. Tôi vừa trả lời một cuộc điện thoại thì con gái của tôi đã bị lạc rồi. Hãy tin ở tôi. Con bạn mặc đồ gì khi bị lạc? Con gái tôi là một bé mèo con. Con bé đang đội một chiếc mũ màu xanh dương. Con bé đang mặc trang phục màu hồng. Con bé đang đeo một chiếc ba lô nhỏ màu xanh lá cây. Bức chân dung đã xong. Hãy cùng xem video giám sát để xem liệu mèo con có còn ở trong công viên giải trí hay không nhé. Bạn có thể tìm thấy mèo con trên bức chân dung không? Ba ngôi sao, bạn tuyệt vời chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Hai ngôi sao, bạn tuyệt vời chẳng kém gì cảnh sát Doberman. Một ngôi sao, bạn tuyệt vời chẳng kém cảnh sát Akita. Bạn có thể tìm thấy mèo con trên bức chân dung không? Đu quay thú nhúng. Tìm thấy rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Mèo con ở gần chiếc đu quay thú nhúng. Hãy cùng đi xem nhé. Mèo con ở gần chiếc đu quay thú nhúng. Xuất phát nào. Đến chỗ chiếc đu quay thú nhúng nào. Chào bạn nhỏ, hãy đi với chú nào. Chú sẽ mua kẹo cho cháu. Tuyệt vời. Ôi không, mèo con sắp đi với người lạ. Hãy nhanh chân tới đó nào. Các bạn nhỏ, đừng đi với hắn. Hắn ta là kẻ xấu đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, đứng lại ngay. Kẻ xấu đã trốn thoát, hãy đuổi theo hắn. Hãy trượt lên để nhảy qua vỏ chuối. Trượt sang trái và phải để tránh các chướng ngại vật. Dây trượt ba tinh có thể giúp bạn chạy nhanh hơn. Trượt sang trái và phải để tránh các chướng ngại vật. Bạn đã bắt được kẻ xấu rồi. Làm tốt lắm,
Bé ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Kẻ xấu xa độc ác kia, bây giờ cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt giữ ngươi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Các bạn nhỏ, hãy theo sát bố mẹ mình khi ra ngoài chơi nhé. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Ok, cảm ơn chú cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng, nhiệm vụ đã hoàn tất. Chú chó cảnh sát trưởng đẹp trai bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Mèo con đã đi với người lạ. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Hãy theo sát bố mẹ bạn khi ra ngoài chơi. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào.